không có gì buồn hơn là mặt bị mụn, vì khi bị mụn thì gần như là da mặt bạn không có cách gì để làm cho da đẹp hơn được. Bạn có chất lên bao nhiêu lớp kem, lớp phấn thì cũng khó mà che được mụn. Và nhiều khi dùng áp chụp ảnh để che mụn đi thì vẫn thấy ảnh cứ ảo ảo không thật vì mặt mụn nhiều quá. Liệu kem Nizen da chị em đang dùng có giúp chị mụn có tốt không? Vì là shop bán sản phẩm này nên mình có khá nhiều thông tin của khách hàng khi đã dùng kem này. Những thông tin mà khách hàng mang lại thì lúc nào cũng chính xác và là rất quan trọng đối với những ai đang tìm hiểu để mua kem Lizapai. Hãy cùng shop mình tìm hiểu câu trả lời cho em này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Lizapai không phải là kem chuyên trị mụn, nhưng nó có khả năng ngăn ngừa mụn cực hiệu quả. Nên những bạn hợp với kem này sau một thời gian dùng thấy da không chỉ sáng đẹp, mờ thâm mà còn giảm mụn hẳn nữa, có khi là hết sạch mụn luôn ạ. Những khách hàng phản hồi thường nói là kem Lizapai làm giảm mụn hẳn, nếu như bị mụn ít, mụn nhẹ thì sau vài ngày là gần như hết mụn và đỡ mụn hẳn. Bởi vì các thành phần của kem có khả năng đặc biệt là tái tạo da, giúp cho da khỏe mạnh và được nuôi dưỡng tốt hơn. Bên cạnh đó, các hoạt chất cũng có khả năng đào thải và giảm thâm mờ sạm hiệu quả, cũng như khả năng lưu dưới da tốt giúp các bã nhờn chất cặn không bị ứ động gây bít lỗ chân lông làm sinh mụn và to lỗ chân lông. Chính vì thế mà sau khi dùng kem Lisa Pie bạn sẽ thấy được khả năng giảm mụn và đỡ mụn đi nhiều là vì thế. Tuy nhiên cũng nói cho bạn biết là dòng kem này không phải là kem chuyên trị mụn, nó chỉ hỗ trợ trị mụn thôi. Nên nếu như da mặt bạn bị mụn nhiều, mụn nặng và chữa trị lâu năm rồi chưa hết, thì có thể kem này không hợp. Bạn nên tìm một loại kem chuyên trị mụn trước, để mặt hết mụn sau đó mới dưỡng da sau. Bạn có thể nhắn tin để shop tư vấn kỹ hơn cho bạn nhé. sẽ có một số ít bạn khi dùng kem Lisa Pai bị nổi mụn nên thắc mắc là công dụng của kem có hỗ trợ trị mụn mà sao vẫn bị mụn? Thì có những nguyên nhân sau khiến cho da bạn có thể bị sinh mụn nhiều hơn khi dùng kem này. Có thể bạn mua nhầm phải hàng giả, vì hàng giả thường là kem trộn hoặc kem kém chất lượng, họ chỉ tạo ra để bán thôi mà không nghiên cứu thử nghiệm trên da. Vì thế mà các chất trong kem có thể làm cho da bạn bị nổi mụn hoặc kích ứng da khi bạn lỡ bôi phải kem giả lên da. Trường hợp khác khi bôi kem Lisa Pai khiến da bạn bị nổi mụn nữa là do bạn không hợp kem vì có một hoặc nhiều thành phần nào đó trong kem không phù hợp với cơ địa da của bạn. Bạn để ý có nhiều loại mỹ phẩm, thấy ai cũng khen đẹp, mà khi mình dùng thì lại bị nổi mụn hay kích ứng da là vì thế. Thành phần nào đó trong kem không thích hợp với da của bạn khiến da nổi mụn nhiều hơn khi bôi lên. Để biết được kem có thích hợp với da bạn không thì bạn phải hiểu da bạn là da gì và từ đó bạn nên tìm hiểu tiếp là da bạn thì có những thành phần gì trong mỹ phẩm có thể gây mụn nhiều hoặc bị kích ứng da. Sau đó bạn tìm xem trong thành phần kem bạn cần mua có những chất đó hay không. Nếu có thì bạn không nên mua hoặc mua loại hộp nhỏ để dùng thử trước đảm bảo an toàn cho làn da của bạn và tiết kiệm tiền nữa. Kem dưỡng Lyra Pai hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem dưỡng Lyra Pai hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.